Ok, hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi chơi đọc pin ở trong Call of Duty Mobile nha. Ok, nào, bây giờ bắt đầu mình vô trận thôi. Đối thủ kỳ này của mình sẽ là Loud Strife. Ok, let's do it. Ở trong cái trận đầu tiên thì mình sẽ chơi là Kilo Boy nha các bạn. Quăng cái gì quăng lắm. Nó nhanh như ta, nó chơi SMG. Nghe rồi. Mà tôi không biết bệnh đâu. Changing mag. Nhảy đi đâu, nhảy đi đâu. Tôi vẫn ở đây. Đây nè. Mà thấy thanh niên thì thấy mình chơi súng nhắm cái bắt đầu ông lấy súng nhắm rồi chơi giống như là nó ăn thua đủ mình luôn rồi. Mà nó chơi súng nhắm lại với mình. Nó lợi hơn là nó có dot, red dot. Mình thì không có. Let's go this way. Nó canh sẵn luôn mà. Chắc hồ nữa quá. Gì vậy? Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Né thua sàn. Né thua đúng sàn luôn trời, điện ở đâu có cái bom nó giật ở đó, chạy qua chết luôn trời ơi. Ok, giờ mình sẽ chọn sniper nè, chơi nó hành lại nó nè, nó bỏ ghét luôn nè. Reloading, cover me. Quan trọng là phải nhắm cho nhanh. À, sợ luôn quá. Thua nãy thua cái bom. Đó, nó ném cái gì rồi á. Thấy nó ném cái gì rồi á. Nè, nó ném trái bơm nè.
Oh, win rồi. Nice work. Can't wait for the next round. Thank you. À, thấy mẹ rồi, game này nó chọn SMG mà SMG mình không có vui game nào hết á. À, tại mấy cây mà nó gợi ý không mà. Thấy mẹ rồi, chắc khôn nữa quá. Nó chọn đại cái cây Q9 mắt biết này luôn đi. Chứ giờ biết chơi game nào bây giờ. Rồi má, tao thấy là xong rồi đó. Má, cái cây này, cái nhắm nó gần quá à. Bắn gì đâu, bắn. Changing mag. Nguy hiểm vãi trưởng. Reloading, cover me. Hồi máu nhanh quá. Tụi này vô đây nó gắn cái hồi máu nhanh quá. Rồi xong rồi, cái này là không ổn rồi đó. Chắc nổi súng nhắm rồi. Nhắm rồi, nó nhắm gần quá kìa mà. Áp tác á, bắn không được. Như người rồi à. Thấy rồi. Reloading. Trời, nó không đích. Reloading, cover me. Tao rất là sợ đi mày không đích. Bắn cái gì mà ghê, ta bắn vừa một luôn chết đúng nhanh luôn á. Trời ơi, nguy hiểm quá. Trần nhắc khô nữa quá. Let's go this way. Mày á bởi, leo trèo rồi con, mày á bởi. Trời má ơi, nó quăng với bơm mất. Gần chết luôn á. Hù luôn á. Ờ bây giờ nó dẫn trước mình một điểm nè. Bây giờ nếu mà mình chết cái nữa là nó hắn á. Rồi mình còn 2 điểm rồi, mình bán thôi. Trời ơi, còn một cái nữa thôi. Thấy rồi. Cái gì ta? Nè, đến thở luôn. Đi đâu?